Đây là mô phỏng 3D về phương pháp điều trị sẹo teo tổ chức sau mụn trứng cá bằng cách kết hợp cắt đáy xơ sẹo và tiêm chất làm đầy ở đáy sẹo. Phương pháp này sử dụng kim Kaluna đầu tù có ngạnh để cắt sẹo, đồng thời đầu kim có một lỗ ở thành bên để bơm chất làm đầy sau khi cắt xơ sẹo. Cần có một kim nhọn mở một lỗ đường vào đáy sẹo bên ngoài của bờ sẹo và sau đó luồn kim cannula vào, thực hiện động tác di chuyển tịnh tiến để đầu kim cắt đứt và tách các sợi xơ dính với đáy sẹo lõm. Sau khi các sợi xơ dính được giải phóng, sẽ tiến hành bơm chất làm đầy vào phía dưới của đáy sẹo. Chất làm đầy hay filler thường là hyaluronic acid có tỷ trọng lớn và có liên kết chéo. Thời gian tiêu kéo dài và có thể làm đầy vết sẹo lõm trong một thời gian dài về sau.